Sang một bản tin khác cho biết nếu được đảng Dân Chủ đề cử, ông Joe Biden sẽ chọn một người phụ nữ đứng chung liên danh. Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào tối ngày Chủ nhật ngày 15 tây tháng 3 với đối thủ là Bernie Sanders, cựu phó tổng thống Joe Biden nói rằng ông sẽ chọn một người phụ nữ đứng chung liên danh nếu được đảng Dân Chủ đề cử. Hiện nay, ông Joe Biden và ông Bernie Sanders đang trong cuộc đua song mã nhằm trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Dân Chủ ra tranh cử với đương kim Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới. Ông Joe Biden cam kết người đứng chung liên danh với ông nhất định phải là một người phụ nữ. Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện nay ở Hoa Kỳ có nhiều phụ nữ có đầy đủ phẩm chất để trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Đáp lại, thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa xã hội Bernie Sanders cũng đã tuyên bố về khả năng ông sẽ làm điều tương tự nếu được đảng Dân Chủ đề cử. Ông Sanders cho biết, với tôi, việc chọn một phó tổng thống không phải là đơn giản chỉ là vấn đề cử một người phụ nữ, mà còn phải đảm bảo rằng đó là một người phụ nữ cấp tiến. Trong lịch sử, việc chọn một người phụ nữ đứng chung liên danh thường không đem lại may mắn cho bất cứ ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa. Vào năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng Hòa là ông John McCain đã chọn bà Sarah Palin để đứng chung liên danh, nhưng cả hai đã thua cuộc trước cặp đôi Barack Obama và ông Joe Biden của đảng Dân Chủ. Trước đó, vào năm 1984, ứng cử viên Walter Mondale của đảng Dân Chủ chọn bà dân biểu Geraldine Ferraro đã làm người đứng chung liên danh, nhưng rồi bị thất bại trước cặp đôi đảng Cộng Hòa là Ronald Reagan và George H.W. Bush, tức là ông Bush cha. Theo CNN, danh sách người phụ nữ đứng chung liên danh với ông Joe Biden có thể là thượng nghị sĩ Kamala Harris, là thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cựu dân biểu Stacey Abrams.